Ok, vào đây, vào đây, vào đây. Lá. Ủa? À đúng rồi, cái này hôm trước gặp rồi này. Nếu hiểu nó bảo mình hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu hiểu lắm. Con bị sợ à? Con ai bị dài mà ngáo ngáo. Ok. Thằng trưởng làng nó bảo mai có hội chợ mà. Ra tới cây nào các ông ơi. Ôi, nhạo hòa như là chút nước rồi. À tí nữa, à các ông chuẩn bị đồ để mai đi hội chợ nhá. Chuẩn bị đồ ấy, phải cầm cho những cái đồ gọi là đồ quý ấy, đồ bán được ấy. Để mai đi hội chợ mang bán. Mang không phải bán mà mang ra trưng bày. Mai ra hội chợ trưng bày. Cầm đồ đạc ra nhá. Mai mang hội chợ trưng bày đấy. Cháu sao? Gì đó? Đéo rồi đấy. Tôi tưới cây gãy cả tay này không ai tưới hộ à? Ô mấy đứa em đi tạm gái ạ, tính rồi chị đâu hôm nay đã đã liệu được mai tạm gái mà tắm gái cái đi tưới cây đi. Thu hoạch trồng vẫn như mọi ngày thôi. Sáu tim á? Tôi 8 tim đây này. Cửa đi là cửa. Thằng kia nó bảo mua hoa của thằng nào nhỉ? Tôi quên mất không đọc. Thằng đéo gì ấy? Tôi nhớ tên của con chữ P E cái đéo gì không nhớ tên của nó là cái gì. Penny không mua hoa cơ, mua hoa không biết mua đứa nào. Các ông chuẩn bị đồ để mai đi lễ hội nhá, tôi để trong đồ trong hòm này để tôi làm thêm cái hòm nữa đồ đi. Để mai đi lễ hội ấy. Đồ để bán ấy. Đi đấy, đi cái hội chợ này là phải cầm theo đồ, những cái đồ bán được ấy, những cái đồ bán đắt tiền ấy cầm theo. Thì mình sẽ trưng bày để mình đến để mình trưng bày mà. Mấy cái như hoa bia này này, rồi ngô này, manzone này. Đấy. Những cái đồ kiểu ấy, mang ra để trưng bày. Chắc là đứa nào trưng bày được nhiều đồ đồ ấy hơn thì sẽ được cái gì đấy. Không biết đâu. Penny này. Mai mang đồ ấy trưng bày nhá. Trong nhà hết nhẵn gỗ một tí gỗ nào. Đừng làm cái hòm nữa, còn nhà không một tí gỗ nào. Root Blaster 125 energy. Ô, thực hiện quá đấy. Ba a thác luôn ạ. Có kệ câu. Em đi gì vậy? Tôi làm việc của tôi ạ. Đớp ạ. Đang muốn thực hiện với em đi. Thu thập 25 quặng đồng. Thu thập 25 quặng đồng vào đây lấy luôn được không nhỉ? Ok. Rồi cái đồng đầy.
Đấy, ngày mai các ông nhớ cầm đồ nhá. Còn đi ra đây còn để thể hiện là nông trại, còn có là nông trại phát triển này. Là đầu nông trại đâu có nhiều đồ quý ấy, kiểu thế. Ai gai đâu? Lợn nó mất rồi không biết. Thằng nào bằng vấn hoa nhỉ, để xem nào. À thằng Pire à, à đấy cũng được, hóa ra thằng này luôn ạ. Đâu mà bán gì, có xem nào. Bộ hoa 200. Gì gì, ôi ông đâu ông mua gì mà lắm thế này. Ừ. Ông đâu ông mua gì mà đã còn có bao nhiêu này. Tôi vừa nâng cấp nhà mà. Vai nâng cấp nhà của ông à? Vai đây. Tập cho mình ạ. Đồ hôm nay thu hoạch đừng bán nhá. Đừng bán vội nhá. Để đấy mai đi hỗ trợ đấy. Cần phải có 9 món đồ khác nhau ấy. Nên là để dành đi. Thực hiện tiếp theo rồi. Abigail đâu rồi? Hoa nào? Ai thấy con Abigail đâu không? Abigail đâu rồi? Đéo thấy ai cả. Abigail đâu? Tôi đi tặng hoa nào. Abigail tôi vừa tặng. Đứng đâu đây? Ai biết? Phải cả giấu quá. Đứng ở đâu? Tại sao tìm mãi không thấy? Con ở đâu nhỉ? Con quanh thành phố không đi đâu đâu. Con nó... cái chỗ mà nó hay đi qua mình đi hết rồi. Tờ chỉ có trong thư viện. Là ức chiến kiểu 15 ngày lên 18. Thư viện này không có này. Thư... Billy bị tụt sao mẹ thôi. Sao bị tụt sao? Không nói chuyện nữa. Ồ, nhà con ấy ở đâu nhỉ? Tìm lôi của mắt nó không thấy này. Năm giờ chiều rồi mà không thấy đâu cả. Ờ đúng rồi, thực chết rồi, quên mất không ra cầm 25 con cộng đồng mà không đi ra đưa cho thằng thợ đèn ạ. Mai hết mẹ nhiệm vụ rồi, đéo kịp rồi. Vãi không kịp, đang cầm nhìn hai vãi. Đi gai ơi, đúng rồi. Chưa về. Không có ai. 6 giờ chiều vẫn chưa về nhỉ? Đi đâu không biết à? Hình như mùa thu hay đứng ở cái chỗ đầu này. Có không? Thử chạy. Thử chạy đây xem nó có đây không. Mùa thu hay đứng ở trên góc trên này đó. Mà hôm nay không có. Hoặc là lúc đó đứng. Tặng hoa này mà khổ quá. À đây rồi.
thầy ơi. Đéo chạy nhanh mày, từ từ thôi. Ok. Qua sinh nhật Abigail rồi. Tặng hoa ở đó. Ngon vãi. Thank you ngay. Ui. Ui. Tạo ơi, 10 sao rồi. Đây à? Ồ. 8 sao cái tặng hoa cái lên 10 sao luôn ạ. Ông mạnh sắp cưới vợ. Nhưng mà bây giờ phải đi mua nhẫn cưới. Ui, cây dưới này vẫn chưa tưới này. Ông làm trồng đây. Mai ông vàng để ý, không mai héo mẹ hết ạ. Mai lên đây đừng bán nhá, mai lên đây mai đừng bán nhá. Mỗi người cầm một cái đi, mỗi người cầm một cái mai lên đây đi. Mai cầm đi hội chợ. Đạo ơi, cầm cái mai lên đây này. Ủa đồ ngon rồi. Mazole cộng được bao nhiêu? Cộng cộng những 9 cái cơ mà. Cộng càng nhiều càng tốt, mỗi mỗi thứ cộng một cái. Tôi để một cái trong hòm ấy. Gỗ hết nhẵn gỗ ạ, à? Nhà hết nhẵn gỗ một tí gỗ nào ạ? À? Đi chặt thêm gỗ đi để làm cái hòm khác đi hiệp ơi. Thằng nào đã xấu. Làm cái hòm nữa này chặt quá. Nhau quái ở đâu nhỉ? Thôi hai hai giờ hơn. Có khi mình phải nâng cấp cái gì rồi lên này. Chắc không đủ làm gì. Thôi mày hy vọng vào mấy cái này thôi. Ơ hắn tổng tổng hợp này. Hắn tổng tổng hợp này trong ra đi. Được cái gì được. Thôi về đi ngủ đi. Mai đi hội nào. Đúng không mày? Con rác con rưởi thì cho vào trong mày đi. Mai mà đấy ấy. Ôi. Thì rác rưởi đâu hết rồi? Có tí rác tí rưởi đâu. Mai cầm theo quặng này, những cái đồ như là quặng này rồi hoa quả này. Những cái hoa quả mà bán được ấy, mấy cái hoa quả cùi bắp nhặt trong ấy thì không nói làm gì. Quặng này mới cả mấy cái đồ này thêm một cầm theo mỗi thứ một cái. Hoa nữa, hoa cũng được. Nói chung là cầm càng đa dạng càng tốt. Thôi đi về đi ngủ đi. Về đi ngủ vào. Không ai. Đã ôi. Về đi ngủ thôi. Nghe thấy tiếng hả điếu luôn. Hai người cầm không mà vẫn. Hai mày. Như kiểu bố làm với con ấy. Đâu rồi Đạo ơi, không quay đi ngủ đi, 1:30 rồi. À đều. Ngày lễ hội đến rồi. Ngày hôm nay sao ông không để cá đấy mà mang đi ra hội chợ? Cá cũng được mà. Nào chuẩn bị sắp xếp đồ ra hội chợ nào. Không, không đi giờ này. Sắp xếp đồ ra hội chợ nào. Ơ cái đứa đông cái, để đông cái, để tôm cái. Để tôm cái không, cứ rơi hết. Đứa đông cái, đứa đông cái để cầm ra hội chợ.
Ok. Bây giờ nào, bây giờ ông Đạo cầm một cái mayonnaise đi, cái mayonnaise đưa để trong hòm kìa. Mấy ông để trong hòm chật kinh luôn đấy, thật. Mấy cái đồ này thì ăn ăn đi cũng để thì vứt thứ đi, để chúng mày làm gì 25 tảo lục rồi, nếu hiểu thì làm gì á. Hòm chật cứng không tìm đâu được một cái gì. Xem nào, cất đi này, này cất, này cất đi này, bánh quy, gỗ này, gỗ cất đi này, ngô. Ông nào có ấy chưa, cầm theo cái ngô này, cầm theo mấy cái quặng, mỗi cặng quặng một cái này. Hòm không có thật, chật quá. Mấy cái này mang đi trồng đi, để đây làm cái gì rồi. Mấy cái hạt giống mấy ông cũng để trong hòm, cái gì mấy ông cũng để trong hòm, hiểu hiểu. Cái gì mấy ông cũng nhét vào trong hòm được. Đồ gì cũng ngăn nhất là hoàng không hiểu. Cầm thêm quặng, mỗi gặp quặng một cái này, cái này cất đi này, đá cất đi, quặng đồng cất vào đấy, đá cất đây này. Kìa, hỗ trợ bắt đầu rồi kìa, sắp xếp đồ đạc, chả sắp xếp được cái gì, không có một cái gỗ tí gỗ nào để mà làm ấy luôn ạ. À. À, trứng gà, cầm theo một quả trứng đi cho đang làm mặt hàng. Yeah, nhanh lên. Ai bảo ông là người làm lâu ấy. Tôi đi ra lâu. Tôi cầm một quả trứng heo thôi, cầm một quả thôi. Xem là một này, hai này, ba này, bốn này. Thịt côn trùng cất mẹ đi, cầm theo gì đây? Hòm nó chật quá, không có một cái chỗ nào để một cái gì tảo lục này, để làm cái gì đây, đắp thứ đi. Tảo lục mới không để trong hòm, không hiểu. Chanh này không treo ra đi, để đi làm gì. Nhớ mới cầm một hai cái quặng đi. Ông xem đủ 9 món chưa? Cầm gỗ rồi đi, cầm này đi, tức là một này, hai này, ba này, bốn này, năm, sáu này, bảy này, tám này, ô thừa này, thoải mái rồi. À, cất bớt đồ đi. Ông Hiệp cầm cái ngô này. Có ngô ấy đi, ok. Đây thôi, tôi cầm nó tôi bán. Thôi đi ra theo chợ ông này. Đi ai, đi ai. Thôi đừng bán đi để cầm nó hỗ trợ, cầm nó hỗ trợ. Mấy cái nhiều quá, bán. Thôi qua thế cầm nó hỗ trợ đi. Tôi chạy hỗ trợ đây, kệ ông. Đâu hỗ trợ chơi đi. Đồ đạc này chắc còm hòm rồi. Đâu rồi Hiệp? Nhanh lên, hết giờ rồi, 12 giờ rồi. Làm cho gì đây? Hiệp ơi. Đây. Như thế nào? 12 giờ trưa rồi. Cháu ở chỗ chợ này có nhiều trò lắm ấy. Ô, đây hỗ trợ rồi, đây hỗ trợ rồi. Bây giờ các ông có thể đây, bây giờ mấy ông đi kiếm thẻ sao. Chơi trò chơi này, chơi mấy cái mini game ở đây này. Ở đây có mấy cái mini game này, chơi mấy mini game mà lấy thẻ sao. Ô, Abigail, hello Abigail. Em thắng hết mấy trò này rồi, giờ thì sao vãi đái ạ. Ghê vậy mày. Đéo vậy. Mam ờ, cái là cái gì ấy. Chà, để tôi xem nào. Đập đá, cho tôi đập ra.
Bò đi. Nó bảo chỉ số sức mạnh tôi là bò, nếu hiểu. Thử đập không? Không thử đập đi. Đớn gì? Hả? Ông đớn gì? Ở đây có mấy cái mini game này. Em đi đâu? Ờ, bắn ná cao su hết 50 đồng này. Mà bắn thử em. Ô, vào đây bắn ná cao su rồi ông ơi. Tôi được một cái sao rồi đấy. Tôi chơi khủng quá, được sao rồi này. Và à, chơi mấy cái mini game được sao này. Được sao không, tí ra kia đổi lấy quà được đấy. Ôi đi, khó thế. Khó vãi ạ, bắn này khó lắm. Đéo bắn đéo, khó vãi gì. Bắn cái chạc thì khó vãi luôn ấy. Bắn khó mấy. Ôi mà. Cái chàng bắn khó mấy luôn ấy. Chính xác 55% điểm 17 á. Không có thưởng. Trời ơi, nhức nhạc. Chơi gì nhức nhạc đấy. Chàng thằng này bán làm gì chơi gì. Phải mua 50 thôi mình nghỉ đi. Cày nhá. Tôi chưa được sao nào này. Thử vận may mới cho câu cá. À, cho câu cá, có cho câu cá này đạo ơi. Đang câu đây này. Đẹp. Trời ơi. Sao không có cho gì khác à? Câu cá mình gà lắm. Cho vòng 1 phút rưỡi à? À 2 phút. Tôi hiểu đéo nhất nên được. Anh ơi, cá ơi, cho tao một lần đi. Sao mình gà cho cú cá cực kỳ luôn ấy, đéo hiểu ạ. Mất 50 đồng rồi. Không cá. Ui, mẹ, tạo lục ạ. Một điểm ạ. Thắt có lâu nữa. Mỗi mình tôi bị hay là tất. Bị gì? Hả? À. Bị gì? Lâu server này. Cái gì cơ? Tôi bị cần lâu server bị ấm. À, sao ông ý chưa? Cho lại được không? Không. Có, ông ấy cũng không ao rồi đấy. Đẹp. Đây là cái đứa ao à. Ao nó dạy ngày. Được. Có vào hỗ trợ được không? Vào lại hỗ trợ được không? Để cho ao ra lúc dạy ngày. Đạo có vào lại không? Không kết thúc. Bây giờ ăn trời không kết. Ao đi, ao đi, ao đi. Waiting for. Đi, từ từ đợi rồi đến đang câu hút không khả. Ao đi, ao đi. Ao luôn đi. Từ từ. Hút con cá. Căng lắm. Ok. Khi đang câu cá, tôi bắt đầu lên trình rồi. Từ từ. Ao đi, tôi bận, tôi không ao được. Cáo dẫy bên lìn. Cứ có đợi ra nuôi cô lốt này thôi, hết thời gian rồi. Không ra một chở lốt lại lên ngay. Cho nó bao điểm, 32 điểm được bao 3 sao. 10 điểm ạ, 24 sao. Cũng được. Không phải lúc nào, sao không đưa vào ao lắm. Sao là tiêu đề. Khổ vãi. Vào lại rồi đấy. Mãi mới đi dạy hội à? Vào lại đây. Tôi ra sắp xếp đồ đạc. Đấy. Các ông cầm nhớ cầm đồ đạc cái nhá. Mày à. Ông đạo có ngô chưa? Tôi đã vào đấy rồi mà biết. Gỗ này. Mấy cái đồ ăn này mấy ông cầm mấy ông ăn luôn đi. Không cần phải để danh đâu. Có phải trong hòm nó chật kinh khủng con mấy cái đồ chúng ta tung nó chả có ý nghĩa gì không để trong hòm mà.
quăng cầm theo mỗi cái một thứ này, đúng cái này, mỗi thứ một cái này. Bánh này cất đi đi, cái này cất đi này, đá cất đi này. Không làm bằng thêm cái hòm nữa để chế đồ, à, để đồ nhỉ. À mang cho đây trong này một cái này không lấy không? Tới nước đi, tới nước đi. Tới cây đi, tới cây đi. Đang bận. À. Một hai này, ba này, bốn này. 1 2 3 4 5 6. Với 6 thôi. Còn đồ nữa cơ, tôi cần thêm đồ. Để cầm đi là vội. Đi đi. Đâu đâu? Cầm bước này. Vàng. Cầm theo quả trứng nữa. Quả đấy quả gì ấy này Hiệp? Quả đấy quả gì ấy? Trái cây cổ đại. À, trái cây cổ đại có dư không cho tôi quả? 1 này, 2 này, 3, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, có vẻ đủ rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Đủ rồi. Nó bảo mang 9 món đúng không? Ok, ông nào lấy lấy ngô không? Ông nào lấy ngô không? Đào lấy ngô không? Đi xuống. Okay. Thiếu ai thiếu gì cầm nốt đi à. Xem nào. Cất bớt đồ ở đây. Cầm thêm cái này nữa. Ok rồi đấy. Ngày quá là ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayonnaise ai cần không? Ông Hiệp có mayonnaise chưa? Có rồi. Bán bớt đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tốt đi. Đủ hàng rồi. Lấy được thôi. Tèo 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 tèo. Hỗ trợ đi rồi. Tránh ác để tôi đập nhau phải. Đập luôn, tránh ác. Ôi, full luôn. Mạnh người bán đây này. Một thẻ sao á. Khỉ đột, chó chết thật. Nó phải bắt buộc phải full thì mới được một thẻ. Tôi cứ đeo đập rồi. Như kìa.
ghê vậy, mày thắng hết rồi mà, ghê vậy. Đừng có mua nhá, là thứ hai như này mấy thằng này nó bán đồ này. Này nào làm đi. Đéo hiểu. Anh hề rẻ tiền, khổ vãi đi, chủ cho cái hề rẻ tiền. Nó tới có câu cá này, đạo cho mấy câu rồi, sở trường không này. Cái bắn này khó vãi trái luôn. Tôi vào đây tôi câu cá đi đây. Công tiêu tiền vừa nhá. Cố gắng câu được một ít cá. Lấy tí vốn. Mình có thể kiếm này không phải đi mua đồ cái. Quan trọng phết đấy. Một điểm rồi, lần này khả quan đấy. Nó không cá dãy kinh thế. Dãy mẹ lên luôn ạ. Dãy kinh hồn. Con này câu phải được 50 điểm mới đúng. Cá dậy dê mới đánh. Ai mà chơi được. Ôi. Mấy con cá nó càng 16 dãy càng ghê ạ. Chúng ăn tiền mà này không dễ thế nào. Khổ quá thế. Thôi đi ra 58 điểm rồi ngoài. Ồ 36 thì sao cũng được. Này thằng nào làm gì đây. Đây lại đây nào, hãy chọn một màu sắc để có thể cơ hội nhận được gấp đôi số tiền đã đặt. Ơ đánh bạc ông ơi, đánh bạc. Cam xanh lá. Mình màu xanh lá. Thêm một cái lá 10 cái. Quay. Xanh lá. 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 Được 10 đồng. Easy. Lại lần nữa. Xanh lá tiếp nào. 20 luôn. Đi mẹ em ơi. Đéo đi. Đi sai. Nó thua mẹ rồi. Như lấy ăn. Thử vào lại nào. Tạo thế xanh lá tiếp. Thôi là đặt 10 rồi. Không đặt cao nữa. Không tin là không được. Đấy. Nếu mà đặt 10 thì thắng. Đặt 20 thì thua. Nếu hiểu 37 sao. Cố gắng lên nào. Tự nhiên hòa vốn mẹ thử đặt cam phát này. Kinh nghiệm khi chơi mấy cái game mà nó chỉ có 2-50-50 này chỉ đặt một bên. Không nên đặt hai bên. Để thắng nó cao hơn. Lại thắng ngay. Thử phát cao mà. 10 thôi, không đặt cao. Giao qua này không? Không. Thì mẹ. Này mà ao nè. Này này. Ok. Lại quay lại lễ hội đây. Tốn hết cả công mình nãy giờ. Đã có mấy lên luôn. Khoa mấy lên. Nếu được nữa, cái này nó phải chỉ số sức mạnh thôi, cái này nó phải. Đừng có mua lung tung nhá. Cái gì đấy, ông làm gì đấy? Đặt tăng hàng không à?
Đặt đồ xịn lên. Ơ, đặt chung được à? Các đặt chung à? Hay là nhau ấy? Hay mỗi người đặt tiếng? Chung. Chung à? Chung. Vãi thế là đặt cái gì xịn xịn lên, đặt đi này. Quả phát lê là quả gì? Nho này vớ vẩn, đặt nó đi. Đặt cái trứng gà xịn của mình lên này. Cá tím cũng được. Ok, ngô được. Đặt một cái bí được rồi. Đặt hạt cái quặng sắt này lên này. Cấu chó luôn. Quả pha lê được. Tôi để đó rồi á. Đi có. Ờ, hình như đặt này đấy. Chẳng biết nó có đặt ở chỗ khác không hay chỉ đặt ở chỗ đấy. Hay là chung à? Này, chắc là chung. Để đây này. Nào. Nếu mâm xôi thật anh em gì? Đây chỗ Abigail nói chuyện thấy kệ ông. À, thôi vào đây câu cá phát kiếm 4 đi anh bạn. À thứ hai vào đây bắn ấy nhỉ. Bắn bắn súng đi kiếm 4 đi anh bạn. Bắn bắn cái ná cao su thì khó mấy lì luôn. Thật. Khó vãi. Đi. Đi. Đây mình bắn nó vẻ hay rồi đấy. Đừng bảo không 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 đừng không đừng điểm nào nhé, tôi đập đấy. Đích 2 độ chính xác luôn, ít thế. Đi câu 2 con cá còn được nhiều hơn ạ. Làm bán đỏ đen luôn. Xanh lá luôn. Tất tay luôn. Xem này. Đừng ở cao phát là mình ngất luôn này. Mình ghi đó. Ôi mày quá. Phát tất mày. Tí thì sấp mặt. Nhưng mà tôi thấy như cái tỷ lệ thanh thanh lá nó ra cao hơn đấy. 20 em nào. Đồng rồi. Chơi. Đã chơi thì chơi tới. Chơi tới luôn. 9 điểm ạ. Được cái gì không? Chơi tới. Đau lòng quá, một thua hết. Vẫn ăn 168. Ôi, đi. Đéo hiểu. Sao có bị đít thế nhở? Đi. Julian.